Mạnh Tiến Thành, dứt điểm, không vào. Thời gian bù giờ của hiệp nhất là 2 phút. Bên phía đội chủ nhà, cầu thủ mang áo số 21 Phòng Quang Trung đang bị đau nằm trên sân. Kịp không? Mạc Hồng Quân chọc kè quá đẹp, không vào. Rất đáng tiếc cho pha phản công nhanh của các thủ Thanh Hóa. Chúng ta cùng theo dõi lại tình huống này. Thực hiện quả phạt góc sẽ là Hoàng Dương. Mạc Hồng Quân chọc khe khá tốt, Sĩ Mạnh. Wow! Như vậy là tỷ số là 1-0. Không ngờ trọng tài đã căng ngờ báo hiệu việt vị trong pha bóng vừa rồi của Mạc Hồng Quân. Chúng ta cùng theo dõi lại tình huống ghi bàn của các thủ Thanh Hóa trong tình huống này. Một cầu thủ của Thanh Hóa đã ở dưới che khuất tầm nhìn của thủ môn. Như vậy là trọng tài đã không công nhận bàn thắng của Mạc Hồng Quân. Tuyến giữa ở hiệp 2 này. Như vậy là Á Bắc đã ghi bàn, phân bình tỷ số 1-0 cho các thủ Thanh Hóa. Như chúng tôi đã nói, đó là bàn thắng thứ 9 của Á Bắc ở mùa giải năm nay cho câu lạc bộ Thanh Hóa. Chúng ta cùng theo dõi lại tình huống dẫn đến bàn thắng của các thủ Thanh Hóa, và Áp Bát đã bay tung người đưa ra một cú đánh đầu rất tuyệt vời. Thủ môn Thành Diệp đã không thể có được sự phản ứng trong tình huống vừa rồi. Tỷ số lúc này là 1-0. Văn Thành, Dương Đăng Nguyên, vào, không vào. Không có bàn thắng cho các cầu thủ Đồng Nai. Rất đáng tiếc. Chúng ta cùng theo dõi lại tình huống này. Dương Đăng Nguyên tưởng rằng đã có bàn thắng và chạy đi. Không có bàn thắng cho các cầu thủ Đồng Nai. Đức Thắng, Văn Thành. Penalty cho các thủ Đồng Nai ở những giây bù giờ cuối cùng. Không hiểu nổi trong tình huống vừa rồi Đức Tuấn lại đưa ra một hành động như vậy. Chúng ta cùng theo dõi lại pha bóng mà Đức Tuấn đã chéo người. Như vậy là với chiếc thẻ vàng vừa rồi thì Đức Tuấn đã phải
ta cùng theo dõi lại tình huống dẫn đến bàn thắng của các thủ Thanh Hóa và Áp Bát đã bay tung người đưa ra một cú đánh đầu rất tuyệt vời. Thủ môn Thanh Diệp đã không thể có được sự phản ứng trong tình huống vừa rồi, tỷ số lúc này là 1-1. Văn Thành, Dỗ Đăng Nguyên vào, không vào. Không có bàn thắng cho cầu thủ Đồng Nai. Rất đáng tiếc. Chúng ta cùng theo dõi lại tình huống này. Dỗ Đăng Nguyên tưởng rằng đã có bàn thắng và chạy đi. Không có bàn thắng cho các cầu thủ Đồng Nai. Đức Thắng. Văn Thành. Penalty cho các thủ Đồng Nai ở những giây phút cuối cùng. Không hiểu nổi trong tình huống vừa rồi, Đức Tuấn lại đưa ra một hành động như vậy. Chúng ta cùng theo dõi lại pha bóng mà Đức Tuấn đã chéo người. Như vậy là với chiếc thẻ vàng vừa rồi thì Đức Tuấn đã phải Thank you.